Thân chào các bạn. Hello. Các bạn khỏe không? Các bạn vui không? Đó, bây giờ mình vẫn bên đây mình thì vẫn còn eating snack. Snack time. Dương Nghiêm. Mình làm đại mấy cái món này ăn cho nó vui không ạ? Đơn giản à, như đang giỡn vậy đó các bạn. Kệ nó ăn bậy bạ vậy đó. Ăn để sống mà các bạn. Không? Còn bánh tráng thì sao nó bể tùm lum la vậy trời. Bánh tráng làm tại Việt Nam mà sao nó bể tùm lum tùm la. Bánh tráng này nó không có cái loại mà bột củ sắn này nó dai dai gì đó. Cho nên nó bể tùm lum la, nó dễ bể lắm. Hôm nay á là ngày 28 tháng 4. Thì cũng là cái ngày kỷ niệm của mình 40 năm mình rời đảo Polobidon. Sau 4 tháng mình ở trên cái đảo đó, cái đảo Đọ Đầy các bạn, như là dân tị nạn Việt Biên á, boat people á đó. Thì đúng như ngày nay nè, là mình 40 năm về trước, ngày này năm xưa đó, mình đã rời khỏi đảo. Thì ở đảo đó là khoảng đâu cả 150 tới 200 nhà người ở trên cái đảo đó chút xíu, rồi có một mét vuông mà nó chứa tới 20.000 người Việt Nam tị nạn á, vượt biên đó các bạn đó. Thì hôm nay đúng cái mà mình kỷ niệm ngày mình rời đảo Polobidon đó của Malaysia, đi định cư ở Canada. Thì cái ngày này mình rời đảo Bidon khoảng 9 giờ sáng, rồi mình sẽ qua bên Sangamisi á, mình ở đó khoảng đâu 2 tuần nữa. Thì nghĩa là 2 tuần là khoảng tới đâu, tới là tháng 5, khoảng đâu 10 tới tháng 5 á, mình mới bay qua Canada. Thì bay qua Canada là vô Canada đây là tháng 5, ngày 10 tây, 10, 11, 12 gì đó mình quên rồi, lâu quá quên rồi. Thì vô trong cái trại lính của ở trên Edmonton á, của tỉnh Alberta nè. Mình ở đó mình đợi đâu khoảng chừng khoảng 10 ngày á, 2 tuần á, ở trong trại lính đó. Thì có những cái chuyện mà mình không có được vui trong khi mình đảo. Mình đi biên đó thì mình cùng đi với họ hàng, với mấy anh em bà con vậy đó các bạn. Đó, mình đi anh em bà con cũng đâu 60 người. Ups. Ông chú mình nữa, ông chú Út mình nữa đó, đi vượt biên từ ở mũi Cà Mau đi vượt biên qua đó, bị cướp đâu 2 lần đó, bị cướp biển á, hải tặc á, cướp 2 lần đi vô trong đó. Thì mình qua đây cũng là 40 năm rồi đó, đúng 40 năm là ngày nay nè. Đó là tới tháng 5 á, tháng 5 khoảng 10, 12 tây tháng 5 là đúng 40 năm á. Qua cái thành phố Edmonton đó, thì mình ở đó khoảng 2 tuần trong cái trại lính ở Edmonton. Rồi cái xong đó cái họ mới phân chia người ra đi mọi thứ, chỗ này chỗ nọ vậy đó. Họ với bổ nhiệm, họ đưa mình đi về bên cái một cái tỉnh cách tỉnh nhà ta này là khoảng 2 tỉnh. Thì bên đó về bên đó thành phố Brandon mà các bạn biết
Thì mới qua trong người mình á, nó vẫn còn mà chế độ nghĩa là nóng ở trong người. Mình qua đây dù là tháng 5 nhưng mà nó vẫn cuối tháng 4 đầu tháng 5 nhưng mà nó lạnh lắm. Ở đây tuyết nó vẫn còn bay trên bầu trời Canada là thấy tuyết bay hết. Khi xuống em mình tình cũng lạnh nhắc rồi. Quéo luôn. Đi á, mình không có đồ như người ta, mình chỉ có một bộ đồ dắt dai. Chứ khi đi ông chú không có biểu không? Mua cái quần để tặng cho mình để mình đi định cư á. Mình nói thôi, không cần thiết. Bộ đồ mình đi ra khỏi Việt Nam mà mình mặc tới thẳng tới Canada luôn. Mình chọn cái không có chị ái các bạn. Những người ta định cư ta mặc đồ đủ thứ cho đẹp phải không? Còn mình không cần thiết. Rồi sẵn cái bộ đồ rách của mình. Rất bươm á. Áo thì lưng á. Giá mấy gì mà ba bốn lỗ giá. Quần thì tại mình cao mình phải nối ống lên đó các bạn. Đó. Mà bộ đồ mình vẫn còn giữ ở đây nhưng mà mình đã đem Việt Nam rồi. Thôi rồi 2001 mình đem về Việt Nam để ở Việt Nam. Đó. Rồi bên đó rồi bên qua bên đó thì nó đúng là mình cũng là số hơn hay không bằng hơn đó các bạn. Mình ở đảo chỉ có 4 tháng thôi nhưng mà mình đi chung với bà con không? Nhưng mà họ thấy mình là có cái bệnh suyễn kinh niên. Cái bệnh suyễn của mình là từ hồi nhỏ lần hồi từ 60 tuổi rồi mình đã bị rồi không? Thì họ nghĩ rằng mình có bệnh là nó sẽ giữ lại, nó bắt giữ lại phải không? Ở trên đảo thì thiếu thốn là có gì đâu, nhưng mà trời thương mình lại chính phủ Canada nhận mình đi trước, với nghĩa là mình may mắn mình có hai nước nhận mình, hai nước là Thụy Sĩ cũng nhận mình nè, rồi Canada cũng nhận mình nè, đó mình mới chọn được, không biết mình bây giờ đi với nước nào đây. Bên Thụy Sĩ thì mình ông già của bạn mình á, bên Thụy Sĩ có người bạn của ông già bên Thụy Sĩ, ông có lò bánh mì nọ, nếu qua đó thì mình sẽ làm bánh mì cùng với ổng. Không, ổng cũng có đứa con gái cũng đẹp lắm đó. Rồi cái rồi Canada nó nhận mình không biết mình đi đâu, cho mình nghĩ là chắc là ông chú mình là thế nào cũng phải đi Mỹ rồi, phải có bà thím mình đó lãnh đó. Ông đi Mỹ thì mình nghĩ là thôi qua Canada cũng gần Mỹ cho mình có thêm qua thăm ông chú bên Mỹ cũng được phải không đó. Nó đúng ra thì mình lên đó thì cái những người bà con mình nghĩ là mình có bệnh suyễn cho nên họ mới đẩy mình ra khỏi hộ á. Cho nên bên đó mình phải đăng ký vô trong cái hộ, mình phải những người nào đi chung đó là đi, sẽ đi chung một lần, đi chung vô quốc gia một lần luôn các bạn đó. Nhưng mà người ta nghĩ là mình bị bệnh suyễn sẽ giữ cầm chân lại họ trên đảo đúng không. Nhưng mà đúng ra mình cũng may mắn, chắc cũng được thần linh bảo hộ với linh hồn bà già mình và bà má mình mất sớm đó, bảo hộ mình với cũng trời Phật chắc cũng thương mình hay sao đó. Họ tính họ tách hộ ra mình lại đi trước à, nếu mà mình dính với họ là mình bị kẹt lại như họ rồi. Thấy chưa? Nó nên hên không bằng hay không bằng hên là như vậy đó. Thì mình ra như vậy đó. Cuộc tình của mình 41 năm đúng cái ngày này. Ngon kêu You need to freedom là vậy đó. Ngày cái ngày 30/4 á, ở bên Canada này kêu là không có ngày mất nước, cũng không có ngày sáng cứ đeo điếc vậy đó. Cái ngày đó là mình đi tìm tự do. Ngày
ngoài cái hành trình đi tìm tự do thì nó kêu là free, journey to freedom. Mà đúng thật là mình cũng rời đảo vào cái ngày 28 nó vui là cái hành trình cũng đi tìm tự do của mình đó. On April 30th, Journey to Freedom Day. Journey to Freedom. April 30th. More people. For more people. For more people. Yes, now more people. Journey to Freedom. But I. 11, 28, follow me down, say. Follow me down island. Right. Left, go to Sangavi Sea for about 2 weeks. May 10, May 12, come in Canada, Edmonton. And I stay in the Army base in Edmonton for 2 weeks. And I go to Winnipeg. Winnipeg, I go to Brandon. That's where Brandon I met you, see? Yes, Brandon. Khi mình tới cái thị xã nhỏ, thành phố nhỏ Brandon thì một tháng sau là mình gặp bà xã nè. Bà xã đi thi về âm nhạc đó. Đó ở bên thành phố đó thì mình với nghĩa là nhiều tỉnh nó tụ hội vô trong cái thành phố đó để nó thi về âm nhạc. Thì mình mới tình cờ lắm. Thì mới qua họ cho mình vô khách sạn ở. Khách sạn có hồ bơi, có đủ thứ. Ở đó quán rùng rùng. Họ mới tìm nhà cho mình ra ngoài. Thì trong đó mình tới đó, mình ở đó. Khoảng chừng một tuần cũng chưa tìm được nhà nữa. Thế mình ở đó 2 tuần trong khách sạn nha. Thì tình cờ là mình gặp bà xã. Rồi cái bà xã thì ở trong thành phố này. Bà xã là không phải là người Lai, người Mỹ, người Việt Lai gì hết đó. Chính thật là cái người ba của bà xã mình là sinh tại Canada luôn mà làm sao mà là la gì được, là người Canada chính thống luôn á, không? Gia đình qua cả đâu khoảng mà hơn 100 năm rồi mà gần 200 năm luôn ở Canada này, qua lập quốc rồi. Đó cho nên á, mình đã tình cờ may mắn hay không hơn là vậy đó, mình lúc đó mình qua mình ở với hai cô. Ở với hai cô người Việt cũng là tị nạn đó, người di tản buồn đó, hành trình tìm tự do đó. Thì ở chung với hai cô, nó một cô thì lớn mình đâu 2 tuổi, 3 tuổi, 2 tuổi, cô nhỏ hơn mình 2 tuổi đó. Thì bây giờ chắc mấy cô đó là có chồng có con mà chắc mất liên lạc lâu rồi. Ở chung mở mướn ra cái nhà mình lắp ráp hộ vô cho mình, nói thì là bà con á các bạn đó, cho nên mình ráp hộ vô mình ở chung. Mình ở cái phòng ở giữa, hai cô hai phòng đầu, cái nhà nó ba phòng ở trên lầu đó, ở dưới basement là có máy giặt đồ nọ dưới. Nhà nước họ cung cấp cho mình ấy, mới qua. Rồi trong nhà băng á là họ cho mình được 10 đồng. Ở qua đó là giờ cứ mình có cái đàn tài tử guitar trên classical. Thì ở trường ở đó nó cần cái giáo viên và trợ lý cho giáo viên á, cái tới đi thực viên mình đàn bản Formirita cái cô giáo nó thấy khoái quá,
nhận mình. Mình làm đó, làm mặt thai thôi, trong trường đó thôi, mình dạy cho mấy đứa nhỏ, nít đó mà, nít khoảng chừng tiểu học á, chơi đàn guitar. Đó, mình làm mặt thai đó rồi, cái mình làm trong rửa chén, trong trong nhà hàng nữa. Trong cái khách sạn mình tới ở đó, đã, là họ nhận mình luôn, làm hai công việc. Rồi nhưng mà sau khi mà mình nhập mình gặp bà xã nè, sau khoảng có mấy tuần sau là mình gặp bà xã liền. Mình hỏi là bà xã sống ở đâu? Tao hiểu biết là bà xã sống ở đây nè. Khoảng ở đâu khoảng 7 tháng. Mình dọn về đây cũng liên lạc của bà xã qua điện thoại nè đó. Rồi cái mình mới dọn về đây thì qua đây là mình mấy cái người bà con mình cũng đã qua thành phố Cao Ri rồi đó, họ qua sao nhưng mà họ qua sao rồi cũng 40 năm rồi các bạn nó hành trình mình vậy. Ở đây mình sẽ kể về cái cuộc hành trình từ Việt Nam đi qua Mã Lai. I hate the road. Me too. Mình ghét cuốn luôn các bạn. Mình chán mình ghét cuốn. Ai cuốn mình ăn. Mình tự cuốn mình chán. Bánh cuốn này như bánh tráng là bánh tráng cũ cho nên nó làm nguyên chắc vào từ bột gạo thì nó bị dễ gãy lắm. Fix up. Old pan fan. Oh my god. I like what that here better than another one. Mm. Yeah, oh, it's no rice. Yeah, but, Vietnam. And, no, another one that. New one that. Oh. For raw chả giò, I said the British one really raw now. But I hate the raw. I hate raw. You know, sau tới đây mình sẽ kể về cái cuộc hành trình mình đi vượt biên đi tìm tự do các bạn. Cho nên bây giờ mình là quốc tịch đây rồi, mình không còn quốc tịch Việt Nam nữa, chỉ có một mình quốc tịch của Canada thôi. Cho nên ai nói là mình đi lưu vong là nọ con khỉ, không có lưu vong rách gì đó. Mình nói qua đây mình nhập tịch trở thành con người, tôi của người Canada, người Gia Na Đại, mình không còn quốc tịch Việt Nam, không có lưu vong rách gì đó. Những người mà kêu lưu vong á là những người đó họ không có quốc tịch của bên đây, họ còn cái quốc tịch của Việt Nam thì họ bỏ, mà khi mà bỏ nước ra đi là bên đây nó kêu là mình là stateless, là vô tổ quốc, không có tổ quốc. Tổ quốc của mình là của Canada thôi chứ mà không còn tổ quốc Việt Nam nữa. Cho nên nói là mình kêu yêu tổ quốc thì mình không có yêu nữa. Mình không còn là cái gì là dính dáng về tổ quốc Việt Nam nữa, không. Cho nên ví dụ như tàu cũng có đánh Việt Nam thì mình không có thể nào mà xung phong để mình đi mà giúp được. Mình phải trung thành tuyệt đối với cái tổ quốc mình đang ở nè. Tổ quốc họ đã cho mình nhà cửa, cuộc sống nè. Ở Việt Nam mình không phải là tổ quốc của mình nữa. Đừng có ném đá được mình kêu là mình lưu vong hay là phản động hay là ba sập vào đất vậy đó. Mình không còn cái ba sập. Mình cũng lúc trước mình đi lính ở Việt Nam rồi nhưng mình vẫn về không đi học tập cải tạo 3-4 ngày đó, rồi mình về mình tình nguyện đi thanh niên xung phong dọn đường cho mấy anh mà bộ đội qua đánh biên, thấy chưa. Mình cũng đã làm trong cái bổn phận của mình ở Việt Nam rồi. Khi mình đi vượt biên tìm tự do thì
mình mà trả hết cho núi sông rồi mà không cần thiết nữa, mình cũng đã hai miền mình đã phục vụ hết rồi, không miền Nam và Việt Nam Cộng Hòa mình cũng đã phục vụ rồi, rồi miền Bắc mới cưỡng chiếm Sài Gòn thì nhưng mà mình sau đó mình vẫn phục vụ, không vẫn tình nguyện đi thanh niên sung phong phục vụ để làm nhà làm cửa làm doanh trại để cho bộ đội qua đánh tụi Campuchia, không mình cũng đã cống hiến rồi. Gia đình ai cũng vậy, đều có hai vị tuyến trong gia đình mình cũng vậy, bà cô cũng đảng viên, không ông cậu cũng là đảng viên, không cho thì trong bất cứ ở Việt Nam ai nấy cũng là có hai vị tuyến, hai chiến tuyến trong gia đình là kêu nội chiến là vậy đó các bạn. Ở nhà cũng đều có người bên Việt Nam Cộng Hòa, người bên Giải phóng miền Nam nè. Nhưng mình không có kêu gọi là giải phóng được. Một khi nào ví dụ mình bị bằng cùng hóa, nghèo quá, cái người giàu họ mới đi giải phóng mình, họ đem lại miếng cơm quần áo, còn nó đâu ngoài vô mình đang ăn gạo đi giải phóng mình để mình ăn bò bò với ăn những cái thức ăn của trâu bò, những cái hạt ngũ cốc mà để cho trâu bò ăn đó. Heo bò ăn mình ăn thì hỏi đâu có cái gọi là giải phóng được, giải phóng mới đem cơm no áo ấm lại cho người. Thì còn mình lúc trước rồi ai nấy cũng đều có công việc làm, có nhà để ở, không có nhà trời giải phóng được. Bắt ra đi kinh tế mới, nó kiếm nhà nó, cái đó bất nhanh quá. Đánh tư bản ngoài sản, đúng rồi. Đi giải phóng á, là phải. Mình không có thù ghét ai hết các bạn. Lịch sử qua rồi nhưng mà vẫn còn đất đó, cho nên mình không có thù ghét ai, mình mới nó đung ra Việt Nam còn là đất nước tổ quốc của mình nữa. Thôi thân chào các bạn, đó chỉ trong cái hồi ức thôi, không tất cả nó đều nằm trong di bản rồi, mình chỉ sống qua cái kiếp người rồi thôi đó. Mà ít nhất là mình ở Canada cũng 4 năm, không muốn làm gì làm, mình ở đây tự do mà các bạn, mình cũng ở Việt Nam, cũng về mình chơi Việt Nam mình ở cũng đâu cũng 4-5 năm ở Việt Nam rồi, cũng hiểu hết được chế độ Việt Nam rồi, thấy chưa, mình trải qua hết rồi. Rồi thân chào các bạn, chúc các bạn vui khỏe, hạnh phúc với gia đình trong ngày 30 tháng 4, là cái ngày đó mình gọi là hành trình đến tự do. À, còn các bạn thì muốn gọi gì ngày đó cũng được đó, ngày nói thật hay là ngày nói dạ, láo hay là ngày gì cũng được đó. ngày 30 tháng 4 là cũng được rồi. Triệu người vui triệu người buồn đó các bạn đó. Thôi ăn chào các bạn, bye, stay safe if you still have giữ nghiêm like us.
Ha 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 ha!